Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay là thứ tư ngày 22 tháng 6. Tôi là biên tập viên Hải Hằng. Và tôi là Dương Huyền. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Cảnh báo dịch bệnh đầu mùa mưa ở khu vực phía Nam, trẻ mắc hô hấp, giả đau khắp người. Thích thú trải nghiệm và khám phá môi trường khi lần đầu làm nông dân dành cho trẻ em thành phố vào dịp nghỉ hè. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay là cuộc trò chuyện với nhạc sĩ trẻ Lương Ngọc Châu về việc kêu gọi mọi người cùng thực hiện sản phẩm âm nhạc Lặng Thầm Những Cánh Bay nhằm ca ngợi người chiến sĩ phòng không không quân. Đầu mùa mưa, số người nhập viện điều trị đặc biệt là trẻ nhỏ tại khu vực phía Nam đang tăng mạnh, chủ yếu là bệnh hô hấp, da liễu, sốt xuất huyết. Đặc biệt đáng chú ý, theo Cục Y tế Dự phòng, dự báo thời gian tới, các dịch bệnh này có khả năng xuất hiện nhiều hơn. Nếu không triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nguy cơ dịch bùng phát rất lớn. Theo đó, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, trung bình mỗi ngày có khoảng 6.000 lượt người bệnh đến khám, tăng 17% so với thông thường. Còn ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.CN, số lượng trẻ đến khám hàng ngày tăng từ 10 đến 15%, chủ yếu mắc các dịch bệnh mùa mưa như tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường ruột, viêm hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản. Riêng dịch bệnh sốt xuất huyết mới vào đầu mùa mưa nhưng bệnh nhân đã tăng nhanh. Vì thế, các bậc cha mẹ cần lưu ý phòng chống trẻ bị muỗi đốt. Khi trẻ có dấu hiệu sốt cao, mệt mỏi, phát ban, cần đưa trẻ đến bác sĩ chuyên khoa nhi khám và điều trị ngay. Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo, để phòng tránh các bệnh mùa hè, người dân, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi, có biện pháp tăng cường hệ miễn dịch, vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Chú ý chống nắng khi làm việc ngoài trời để da được khô thoáng. Với việc triển khai thành công thụ tinh ống nghiệm tại Đà Nẵng trong hơn 2 năm trở lại đây đã giúp không ít cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn giảm đáng kể thời gian đi lại cũng như là giảm chi phí điều trị. Và tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng đã có 120 cháu bé chào đời. Theo đó, tại khoa hiếm muộn của bệnh viện, có thể thực hiện hầu hết các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như bơm tinh trùng vào buồng tử cung, thụ tinh ống nghiệm, tiêm tinh trùng vào bào tương ứng, thụ tinh ống nghiệm sinh trứng, chữ lại phôi trứng tinh trùng, chuyển phôi chữ lạnh. Đã có 120 em bé chào đời nhờ những kỹ thuật này. Hiện chi phí cho một ca điều trị hiếm muộn vô sinh thực hiện tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng bình quân khoảng từ 50 đến 70 triệu đồng một ca. Ở Việt Nam hiện nay thì mỗi năm có khoảng 18.000 trường hợp thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và các kỹ thuật liên quan. Tính đến năm 2016 đã có 23 trung tâm hỗ trợ sinh sản được thành lập, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam ngày càng nhập nhiều thuốc trừ sâu từ Trung Quốc. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã chi 140 triệu đô la Mỹ, tức hơn 3.080 tỷ đồng để nhập khẩu thuốc trừ sâu Trung Quốc. Con số này vừa được Tổng cục Hải quan thông báo. Cụ thể, chỉ riêng trong tháng 5, Việt Nam đã chi 27 triệu đô la Mỹ nhập nguyên liệu và thuốc trừ sâu từ Trung Quốc. Đây là một trong 10 mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc trong tháng 5 năm 2016. Tính chung 5 tháng đầu năm, Việt Nam chi 140 triệu đô la Mỹ nhập thuốc trừ sâu sau Trung Quốc. Tính ra thì mỗi tháng Việt Nam phải chi hơn 616 tỷ đồng. Mỗi ngày Việt Nam phải dành ít nhất 20,5 tỷ đồng để nhập thuốc trừ sâu Trung Quốc. Đặc biệt trong thời gian gần đây, Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc khi nhập khẩu thuốc trừ sâu. Trong danh sách các nước xuất khẩu thuốc trừ sâu về Việt Nam, Trung Quốc luôn là nước cung cấp lớn nhất, nhiều nhất, sau đó là Ấn Độ, Israel và Thái Lan. Tuy nhiên, kim ngạch nhập thuốc trừ sâu của các thị trường trên chỉ bằng 1/3 so với kim ngạch mà Việt Nam nhập khẩu hàng năm từ Trung Quốc. So với năm trước thì năm nay giá vải thiều được giá và tiêu thụ khá thuận lợi, nhưng với những doanh nghiệp chuyên thu mua trái vải thì chi phí vận chuyển cao khiến họ gặp nhiều khó khăn. Và theo một số doanh nghiệp tính toán thì mỗi kg vải từ Bắc Giang vào đến chợ Thủ Đức phải gánh thêm 8.000 đồng chi phí, do vậy mà giá đến người tiêu dùng cao. Cụ thể là theo tính toán của đại diện một doanh nghiệp thu mua vải thiều, một chuyến xe chở 16 tấn vải từ Lục Ngạn đến chợ đầu mối Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh hết khoảng 36 triệu đồng. Như vậy, mỗi ký vải từ Bắc Giang vào đến chợ Thủ Đức phải gánh thêm 8.000 đồng chi phí. Vụ vải thiều năm nay, tại Hải Dương có 11.000 hecta vải thiều, sản lượng đạt khoảng 36.000 tấn, giảm 30% so với năm ngoái. Còn tại Bắc Giang có 30.000 hecta trồng vải thiều, sản lượng ước đạt 130.000 tấn, giảm 65.000 tấn so với niên vụ trước.
Năm nay sản lượng vải giảm nhưng giá bán cao hơn năm 2015 và tiêu thụ khá thuận lợi. Việc lấm lem bùn đất, bắt cá hay là cho gia súc gia cầm ăn chẳng còn xa lạ gì đối với những đứa trẻ ở nông thôn. Tuy nhiên thì đối với các em nhỏ ở khu vực thành thị chật chội, điều này thì quả thật rất khó. Trẻ em sau khi nghỉ hè thường bị bố mẹ bắt đi học thêm môn này môn kia, các em không có thời gian và điều kiện để trải nghiệm và khám phá môi trường xung quanh nữa. Vâng, và cũng chính vì thế mà cho con tiếp xúc những việc của nhà nông trong kỳ nghỉ hè đang là một xu hướng của các gia đình ở thành thị. Trải nghiệm này vừa giúp trẻ có thêm hiểu biết, vừa ý thức được nhiều giá trị quý báu của cuộc sống. Và ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn hãy cùng đến một nông trại có diện tích hơn 12 ha, cách trung tâm Hà Nội 70 km, tọa lạc ngay dưới chân núi Ba Vì, giữa màu xanh ngút ngàn của khu rừng nguyên sinh và những đồng nương xanh mướt. Nông trại này có cái tên rất dễ thương, nông trại Dây Trắng. Có lẽ khi xem những hình ảnh này, không ai nghĩ đây lại là những cậu ấm cô chiêu ở thành phố, khi lần đầu tiên được trải nghiệm bắt cá, được lấm lem bùn lầy. Và khi nhận được thành quả của mình, niềm vui của những cô cậu nông dân này cũng thật khó tả. Bình thường em cứ nghĩ là cá ngoài chợ là được bắt dễ lắm, nhưng hôm nay khi mình được trải nghiệm thì mới biết là những con cá được bắt khó như nào và những người làm nông thì làm phải khó khăn như nào ạ? Thì em là một người sống trên thành phố nên là không có những cái kiểu tuổi thơ giống kiểu các bạn trẻ kiểu chăn trâu hay là bắt cá này, em chắc là sẽ kiểu thêm một phần kinh nghiệm nữa. Nhưng em bé chỉ quen ở trong nhà, còn ngây thơ và dè dặt trước mọi thứ xung quanh thì nay vô cùng thích thú vì được cho những con vật ở đây ăn. Phải cầm vào tay cái cỏ ra rồi thì cho vào miệng dê rồi dê ăn ạ. Để cho các con được vắt sữa bò, đấy cũng là một cái để trẻ con hiểu hơn là mình được uống sữa từ đâu. Đấy, hay cho là các bạn dê được bú sữa này hay là cho các bạn dê ăn cỏ. Mình thấy là những hoạt động rất là thiết thực cho trẻ con. Vì nhiều khi các bạn chỉ có những cơ hội tiếp xúc qua tranh ảnh, TV thì đây là hoạt động trên thực tế mà chúng ta đang có rất là thiếu. Nếu ở các thành phố, không gian vui chơi của các em nhỏ chỉ bó hẹp ở các trung tâm thương mại, siêu thị hay công viên, thì về với những nông trại như thế này, các em được hòa mình vào các trò chơi dân gian. Bình thường thì mình cũng ít có điều kiện cho con ra ngoài chơi, thì chủ yếu là được các con đi theo các cái hoạt động của nhà trường thôi. Con được ra ngoài tiếp xúc với môi trường thiên nhiên. Cái buổi ngày hôm nay thì mình thấy các con rất là vui, chơi rất là thoải mái. Cái thời tiết nắng như thế này thì mình nghĩ là các con cũng vẫn có thể chịu được. Ý nghĩa hơn, sau những trải nghiệm này, dù là các em lớn hay bé thì đều hiểu hơn về cuộc sống của nghề nông và những giá trị giáo dục cốt lõi về lao động. Những thứ hơn bất cứ bài giảng nào ở trên lớp. Kiến thức nó không chỉ nằm trong sách vở mà là những kiến thức thực tế và nó cũng không chỉ dừng lại ở mô hình ví dụ. Thì đặc biệt là các lớp học ở đây Trang Farm sẽ được tổ chức, các bạn sẽ được trải nghiệm những hoạt động chăn nuôi cũng như là hoạt động nông nghiệp cũng như là các trò chơi dân gian một cách thực tế. Ở đây thì cũng rất nhiều những cái đàn vật nuôi với số lượng lớn cũng như là các hoạt động chăn nuôi rất là trực quan, sinh động để các bạn có thể tiếp thu được kiến thức một cách nó sinh động nhất. Để có được những chén cơm thơm nóng hay những món ăn trong mâm cơm hàng ngày của gia đình là cả một quá trình rất kỳ công và vất vả. Hiểu hơn để cảm nhận được sâu sắc hơn câu ca dao: ai ơi bừng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ xem xét thông qua nghị định về kinh doanh casino, nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế tại Việt Nam. Dự thảo nghị định về kinh doanh casino bắt đầu được khởi thảo từ năm 2009, song cho tới nay vẫn chưa thể thông qua. Trong khi đó, thì kinh doanh casino là một ngành kinh doanh có điều kiện và theo quy định của luật đầu tư sửa đổi, thì ngày 1 tháng 7 năm 2016 là thời điểm phải hoàn tất
việc rà soát, công bố các điều kiện kinh doanh. Theo một nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Phát triển Bền vững vùng thực hiện, nếu đầu tư nước ngoài vào ngành sòng bài tăng thêm khoảng 3 tỷ đô la Mỹ so với hiện tại thì GDP sẽ tăng khoảng 0,58%. Một số doanh nghiệp tên tuổi trong ngành casino như MGM và Genting đã từng tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam nhưng sau đó đã phải rời đi. Tuy nhiên vẫn còn nhiều công ty khác ấp ủ dự định với hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ nới lỏng quy định. Lữ đoàn 189 được thành lập vào ngày 20 tháng 6 năm 2011, có nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện, làm chủ các tàu ngầm Kilo mà Việt Nam mua về và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu được giao. Đến nay thì lữ đoàn này đã và đang huấn luyện để làm chủ 5 chiếc tàu ngầm loại này. Việc vừa đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 của lữ đoàn 189 cũng đánh dấu một bước phát triển trong lịch sử hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Về một thời đã qua. Từ tháng 1 năm 2014 đến nay, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 189 đã chạy đua với thời gian, liên tục tiếp nhận huấn luyện để làm chủ 5 tàu ngầm hiện đại với các số hiệu lần lượt là 182 Hà Nội, 183 Thành phố Hồ Chí Minh, 184 Hải Phòng, 185 Khánh Hòa và 186 Đà Nẵng. Theo kế hoạch thì cuối năm 2016 sẽ tiếp nhận tàu ngầm thứ 6 mang tên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 5 năm qua, với sự cố gắng và nỗ lực, cán bộ chiến sĩ toàn lữ đoàn, đặc biệt là các kiếp tàu ngầm, đã miệt mài học tập, rèn luyện, nhanh chóng huấn luyện và làm chủ các tàu ngầm trang bị vũ khí hiện đại. Toàn lữ đoàn phải tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, nhà nước ta về vai trò vũ khí trang bị kỹ thuật quân sự nói chung, tàu ngầm hiện đại nói riêng là tài sản rất lớn Đảng, nhà nước giao cho quân đội, quân chủng, là tiền của, xương máu của nhân dân. Chính vì vậy, phải luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, thấy rõ niềm vinh dự, tự hào là những cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng những chiếc tàu ngầm hiện đại, nêu cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, bảo quản, sử dụng để tránh xuống cấp, hư hỏng, tránh gây hậu quả xấu đến công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân chủng. Tàu ngầm Kilo 636 thuộc lớp tàu ngầm diesel điện thế hệ thứ 3, hình thành trên cơ sở tàu ngầm dự án 877, được thiết kế với hai lớp vỏ, chiều dài thân tàu là 73,8m, chiều ngang rộng nhất 9,9m. Lượng choán nước khi nổi của tàu là 2.350 tấn, khi lặn là hơn 3.000 tấn. Tàu có thể lặn ở độ sâu 240 đến 300 mét. Tàu ngầm Kilo 636 được trang bị vũ khí gồm 6 ống phóng ngư lôi cỡ nòng 533mm. Hai ống trên cùng có thể được sử dụng làm bệ phóng cho hệ thống tên lửa hành trình. Khoang ngư lôi cho phép tàu mang theo đến 18 quả ngư lôi hoặc tên lửa. Các tàu ngầm Kilo có tầm hoạt động 45 ngày liên tiếp trên biển. Hiện 4 tàu ngầm đầu tiên đã được lữ đoàn 189 đưa vào đội hình sẵn sàng chiến đấu của quân chủng, sẵn sàng tham gia các phương án tác chiến cao nhất. Nhằm tạo thêm điểm du lịch cho thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ cho người trồng hoa, tỉnh Lâm Đồng đã hợp tác với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA để xây dựng chợ hoa đầu mối Đà Lạt hoạt động theo mô hình chợ hoa Ota Nhật Bản. Chợ hoa Đà Lạt dự kiến nằm dưới chân đèo Mimosa, công suất tiêu thụ 200 triệu cành một năm. Chợ hoa này sẽ hoạt động theo mô hình chợ hoa đầu mối của Nhật Bản. Theo đó, chợ đầu mối tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận phân phối đơn đặt hàng từ các đơn vị tiêu thụ nhỏ hơn, sau đó gửi lên cho chợ hoa Đà Lạt thu gom, nhận hàng ký gửi từ nông dân, xử lý sau thu hoạch, lưu trữ kho lạnh, tổ chức vận chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền bán hoa sau khoảng 7 ngày được trả về chợ hoa Đà Lạt để trả lại cho nông dân. Giá bán hoa căn cứ vào lịch sử bán hàng 7 ngày liên tục gần nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mấu chốt của chợ hoa này là tiền mua bán hoa phải được công khai minh bạch để nông dân được biết. Từ trước đến nay thì người trồng hoa Đà Lạt xuất hoa đi Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ chủ yếu dưới hình thức ký gửi. Các đầu mối tiêu thụ hết hoa mới báo giá lên cho người cung cấp nên phần thiệt thòi thuộc về người trồng hoa. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tiêu thụ 70% sản lượng hoa Đà Lạt. Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã thí điểm việc nhận trông giữ chăm sóc trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi ở 8 quận huyện. Tuy nhiên thì để đáp ứng nhu cầu số lượng trẻ ngày càng tăng, từ năm học tới sẽ mở rộng mô hình này ra 24 quận huyện trên địa bàn, trong đó ưu tiên các trường nhận con công nhân và lao động nghèo.
để trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi được chăm sóc chu đáo, an toàn. Trong 3 tháng hè, các trường mầm non sẽ được sửa chữa lại phòng học, mua sắm các trang thiết bị phục vụ hoạt động giữ trẻ. Theo đó, các phòng học đều được lát sàn gỗ, cải tạo lại nhà vệ sinh, bo lại các góc phòng học, tạo thêm góc mẹ cho bé bú, phá sữa. Mỗi trường đều được đầu tư kinh phí từ 120 đến 200 triệu đồng để thực hiện. Đặc biệt, ưu tiên chọn những trường nằm gần khu công nghiệp, khu chế xuất để thí điểm thực hiện nhận trẻ theo ca. Bởi có không ít công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất phải làm việc theo ca. Nếu các trường chỉ giữ trẻ theo giờ hành chính thì khó đáp ứng được nhu cầu gửi con của đối tượng này. Hiện nay, số trường lớp công lập cả thành phố Hồ Chí Minh chỉ đáp ứng việc thu nhận khoảng 48,7% tổng số trẻ. Số còn lại phải học ở các trường lớp tư thục. Nhiều trường là các nhà phố nhỏ, hẹp, xuống cấp, không có phòng học dành cho trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi, không có trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ 6 tháng. Thông tin mới đây về việc Thành phố Hồ Chí Minh dự định sẽ hợp tác cùng doanh nghiệp Singapore thực hiện phủ sóng Wi-Fi miễn phí toàn địa bàn thành phố đã rất được người dân và du khách quan tâm. Bởi việc phủ sóng Wi-Fi không chỉ nhằm tạo điểm nhấn phát triển ngành du lịch mà còn góp phần thúc đẩy các mô hình chính quyền điện tử, thương mại điện tử mà thành phố này đang triển khai. Vâng, tuy nhiên thì ngoài mục đích tuyệt vời và tính khả thi cao thì người dân và ngay cả chuyên gia trong ngành cũng bày tỏ băn khoăn về chương trình này khi phần lớn mạng Wi-Fi công cộng rất chậm, thậm chí có mà như không. Đây không phải lần đầu tiên chị Lan Anh đến thăm thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm du lịch mà chị muốn đến. Chỉ cần vài thao tác trên chiếc điện thoại smartphone có kết nối Internet, chị Lan Anh đã tìm thấy nơi bán sản phẩm. Bây giờ là hầu như tất cả những người dân hay là những giới trẻ đều có smartphone thì rất là thuận tiện cho họ tra cứu thông tin. Chẳng hạn những cái thông tin như địa điểm cần mình phải khám phá hay là một cái nơi nào đó mình cần đến, hoặc là những thật sự đơn giản như vừa rồi thì hay là một cái sản phẩm, một cái nơi du lịch nào đấy mà mình muốn mang lại cái dấu ấn cho kiểu gần như là ghi lại cái dấu ấn hay là đặc điểm của cái địa phương. Việc tìm kiếm thông tin qua Internet giờ đã quá quen thuộc với mọi người. Đặc biệt, việc truy cập Internet qua Wi-Fi là thứ không thể thiếu với khách du lịch. Hiện Wi-Fi công cộng đã được thành phố Hồ Chí Minh phủ sóng miễn phí ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, phục vụ người dân và du khách. Trong vòng khoảng một tiếng truy cập rất là bình thường, không có gì xảy ra hết. Có khi thì anh truy cập thông tin, có khi thì anh vô mạng xã hội để làm việc. Trước thông tin thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai phủ sóng mạng Wi-Fi miễn phí trên địa bàn thành phố, nhiều người dân và du khách rất hoan nghênh và đồng tình bởi sẽ mang lại nhiều tiện ích. Ngoài việc tìm kiếm trao đổi thông tin du lịch, giá cả thị trường, điểm đến, mạng Wi-Fi công cộng cũng sẽ giúp thông tin cập nhật kịp thời về các sự cố. Theo em thì nếu mà Wi-Fi mà phủ khắp thành phố á, thì thứ nhất là thuận lợi cho mấy du khách nè, để họ tới đây thì họ không biết thông tin về Việt Nam á, thì họ có thể như là tra thông tin, là tra địa điểm ăn uống, nhà hàng, khách sạn gì đó. Nếu mà thành phố phát triển được cái mạng Wi-Fi cho toàn thành phố Hồ Chí Minh đó, thì sẽ giúp người dân rất là nhiều cho công việc. Ở chúng ta đi ngoài đường, người ta đang cần công việc gì, có hệ thống Wi-Fi nó sẽ tốt hơn, hỗ trợ người ta rất là nhiều. Cũng như là khách du lịch có thể truy cập các thông tin về Sài Gòn mình. Khác với sự hào hứng của người dân và du khách, nhiều chuyên gia công nghệ thông tin và an ninh mạng lại băn khoăn khi triển khai phủ sóng Wi-Fi toàn thành phố. Trong đó, ngoài nguồn kinh phí lắp đặt trang thiết bị mạng sẽ rất lớn, còn là việc đầu tư hệ thống băng thông để đảm bảo tốc độ truy cập cũng như bảo mật thông tin cho người sử dụng. Để mà đầu tư cho một hệ thống hạ tầng lớn, đủ băng thông cho hàng triệu người truy cập một lúc là không khả thi. Vì vậy là thành phố phải nghiên cứu đầu tư khả thi để mà có thể cung cấp cho người dùng cũng như là khách du lịch có một cái đường truyền Wi-Fi dùng tốt, chứ không phải là chỉ có mang ý nghĩa là truy cập Wi-Fi nhưng mà không đủ chất lượng đối với họ. Bên cạnh đó cũng phải quan tâm đến vấn đề bảo mật để cho những người tham gia mạng Wi-Fi nó được an toàn, tránh bị các hacker tấn công để lấy những cái thông tin cá nhân của họ. Cũng theo các chuyên gia, riêng vấn đề bảo mật cho các thiết bị kết nối Wi-Fi nếu triển khai lắp đặt rộng rãi cũng cần tính toán và kiểm soát hệ thống phần cứng và phần mềm của thiết bị để tránh nhiễm mã độc. Ví dụ như các cái router Wi-Fi đầu vào để mà kết nối thì phải được test kỹ về phần cứng cũng như phần mềm để tránh việc cài đặt các cái mã độc vào trong cái hệ thống này gây lây nhiễm trong thành phố thì rất nguy hiểm. Bên cạnh đó cũng phải
có các cái hệ thống tường lửa để chống cái việc tấn công các cái mạng ngân hàng khi người dùng truy cập vào cùng một cái hệ thống Wi-Fi trong cùng một cái khu vực điểm phát để chúng ta bảo vệ cho người dùng. Phủ sóng Wi-Fi miễn phí mang lại nhiều lợi ích giúp cho người dân dễ dàng tìm kiếm thông tin, đồng thời giúp phát triển ngành thương mại điện tử, góp phần cho mô hình chính quyền điện tử ngày càng hoạt động hiệu quả. Thế nhưng, với địa bàn rộng và dân số trên 11 triệu người, thì đòi hỏi kinh phí đầu tư trang thiết bị mạng và băng thông truy cập Internet là rất lớn, cùng với yêu cầu về bảo mật thông tin. Do vậy, rất cần sự cân nhắc cho phương án đầu tư và thời điểm triển khai thực hiện thực sự phù hợp. Tiếp theo sẽ là chuyên mục điểm báo và mở đầu chuyên mục điểm báo ngày hôm nay sẽ là thông tin ở trên trang 3 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh với nhan đề Thành phố Hồ Chí Minh xem xét siết chặt ăn nhậu đêm khuya. Hiện nay quán nhậu nhiều, nhậu bình dân, nhậu tràn lan, chỗ nào cũng nhậu, băng nhóm tụ tập gây hậu quả nghiêm trọng. Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo. Vào chiều ngày 20 tháng 6, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2016. Báo cáo tại buổi họp về tình hình tội phạm, Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, với sự vào cuộc quyết liệt, nỗ lực của lực lượng công an cùng cả hệ thống chính trị, phạm pháp hình sự được kéo giảm 457 vụ, giảm gần 16% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, nhiều loại tội phạm giảm sâu như là cướp tài sản và cướp giật tài sản. Hay như là trộm tài sản là tội phạm khó giảm nhưng cũng đã giảm được 56 vụ. Trong khi đó thì theo ông Tài, các vụ giết người lại tăng 10,2%. Và Đại tá Tài cũng cho biết thêm, 6 tháng qua thì tội phạm có tổ chức, băng nhóm có giảm. Tuy nhiên thì báo cáo của Công an thành phố cho hay các băng nhóm tội phạm ở các tỉnh vào thành phố hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh giải trí nhạy cảm như là vũ trường, quán bar tại khu vực trung tâm và ẩn náu nhiều khu vực dân cư cao cấp hoặc núp bóng doanh nghiệp dịch vụ cầm đồ có xu hướng ở cụm và chuyển sang các địa bàn khác. Và thành phần này cũng đã móc nối và với các băng nhóm, đối tượng hình sự tại địa phương để thực hiện các hoạt động như là đòi nợ thuê, cầm đồ, cho vay nặng lãi và tổ chức cờ bạc trái phép. Trước phản ánh của người dân có hiện tượng hàng trăm thùng hóa chất đã bị đổ xuống kênh Đông thuộc ấp B2 xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu. Ngày hôm nay thì phóng viên của báo Thanh Niên đã có bài phản ánh về câu chuyện này. Theo đó, phóng viên của báo Thanh Niên đã có mặt tại hiện trường cho thấy là hơn 100 thùng bằng nhôm loại 25kg bên trong chứa hóa chất được vứt lăn lóc ven kênh Đông, nơi dẫn nguồn nước trực tiếp từ hồ Dầu Tiếng về các huyện của Tây Ninh cách hồ khoảng 1km. Bên ngoài thùng phi nguồn gốc sản xuất tại Hàn Quốc, nhiều thùng bị thủng, hóa chất rơi vãi ra có dạng rắn, lẫn thỏi, có màu đen như than, một số thùng có chất lỏng màu trắng và xanh trông như sơn. Ngoài ra còn nhiều bịch ni lông bên trong đựng bột màu trắng, cả khu vực bốc mùi hôi nồng. Một số người dân sống đối diện bờ kênh Đông cho biết là vào khuya ngày 17 tháng 6, một xe tải dừng lại ven kênh và những người này đã vứt các thùng hóa chất xuống đất. Khi người dân dọn đèn pin sang thì xe này đã bỏ chạy. Ông Ngô Đức Hà, quyền chi cục trưởng chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường Tây Ninh cho biết, sau khi nhận được thông tin thì Ủy ban Nhân dân xã Phước Minh vào chiều ngày 20 tháng 6, Sở Tài nguyên Môi trường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường PC49, Công an tỉnh Tây Ninh đến hiện trường để điều tra, lấy mẫu, đưa đi xác định loại hóa chất. Trả lời phóng viên báo Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Xuân là giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, sở vẫn đang phối hợp với PC49 truy tìm thủ phạm đổ trộm để xử lý, còn các thùng chứa hóa chất gì và độc hại ra sao thì còn phải chờ kết quả phân tích mẫu trong vài ngày tới. Những sát ngư ở trên dòng sông Sepepok, đây chính là nội dung ở trên trang 9 của báo Tiền Phong. Khi mùa mưa ở Tây Nguyên bắt đầu, ngư phủ làm nghề câu cá lăng khởi động ngay việc ra sông đặt câu, giăng lưới để vây bắt cá lăng. Ở thôn Phú Sơn, xã Cư Pô, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông có gần 30 hộ dân theo đuổi nghề này. Chúng tôi đã tìm gặp anh Hà Văn Cảnh, 37 tuổi, ngụ tại thôn Phú Sơn trong buổi chiều ngày mưa. Anh Cảnh vội vã ăn chén cơm chiều để xuống sông kiểm tra mồi câu cá lăng. Dụng cụ chuẩn bị rất đơn giản, khoảng vài mét dây cước, lưỡi câu, tấm lưới nhỏ, mồi câu rồi cho gọn vào túi ni lông nhỏ chuẩn bị lên đường. Chiếc xe máy cà tàng của anh băng qua những con đường hai bên đá tảng dựng đứng, lội qua những con suối mới lên được, đại bản doanh tập kết. Ngay bờ sông thì có hàng chục chiếc thuyền nhỏ đủ sức chở hai người ngồi đang neo đậu
chặt bên trực chờ bên ngư phủ. Dừng chân lấy sức, anh Cảnh lên thuyền gỗ, buông chèo ra giữa sông Serebok. Và theo anh Hà Quang Âm, trưởng thôn Phủ Sơn cho biết, ở thôn này có khoảng gần 30 người theo nghề câu cá lăng, thu nhập khá ổn định. Người dân ở thôn Phú Sơn theo nghề câu cá lăng trên sông Serebok hàng chục năm nay và ban đầu chỉ có một số hộ dân nhập cư từ Thanh Hóa đi câu. Thấy thu nhập cao, nhiều hộ đi theo nghề này và làm giàu lên nhanh chóng. Và hiện nay thì không biết nguồn thải bẩn từ đâu mà cứ mỗi lần thủy điện xả nước thì cá lại chết hàng loạt trôi giạt bờ sông, khiến cho nghề câu cá lăng hoang mang và bất ổn. Tiếp tục đi tìm câu trả lời cho câu hỏi bảo hiểm tàu cá hiện nay ai đang trục lợi. Ngày hôm nay trên báo Tiền Phong có kỳ viết thứ 5 tìm hiểu về tâm tư của những người ngư dân về việc là họ có mặn mà đối với bảo hiểm tàu cá hay không. Tác giả bài viết đã đặt một tựa đề là ý nghĩa bảo hiểm chưa thực sự hướng về người dân. Bài viết cho hay là hầu hết ngư dân đều cho rằng việc mua bảo hiểm hiện nay là do sự ràng buộc của nhà nước. Nếu tự nguyện không ai dạy gì thì đi mua bảo hiểm tàu cá, bởi tất cả linh hồn của bảo hiểm tàu cá đều do các công ty bảo hiểm nắm giữ. Nhiều ngư dân ở tỉnh Quảng Bình mà phóng viên báo Tiền Phong tiếp xúc đều cho rằng việc mua bảo hiểm tàu cá hiện nay là do ràng buộc, chứ thực chất họ hoàn toàn không muốn. Lý do duy nhất đó là họ không hy vọng được đền bù, bởi việc này đối với ngư dân quá khó. Dẫu thế thì họ vẫn phải mua bảo hiểm tàu cá vì cơ chế của nhà nước có những ràng buộc nhất định. Nếu không có bảo hiểm, họ sẽ không được ra vào cửa lạch dưới sự kiểm soát của bộ đội biên phòng. Họ sẽ không nhận được sự hỗ trợ tiền dầu của nhà nước. Một ngư dân cho hay là mỗi khi cập bờ đi đòi bảo hiểm thì bằng xe máy thì phải chạy bằng xăng chứ không chạy bằng nước biển, nhưng phải vào ra hàng chục lần mà không có kết quả hay không nên ai cũng nản lòng. Bảo hiểm họ biết rõ điều này nên càng làm khó cho các ngư dân. Cuối cùng thì họ đền một phần hoặc không đền thì ngư dân cũng không có điều kiện để đi đòi tiếp. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay là cuộc trò chuyện với nhạc sĩ trẻ Lương Ngọc Châu về việc kêu gọi mọi người cùng thực hiện sản phẩm âm nhạc Lặng Thầm Những Cánh Bay nhằm ca ngợi người chiến sĩ phòng không không quân. Thưa quý vị và các bạn, cả chục ngày nay, chúng ta đều mong ngóng những tin tức về các quân nhân liên quan đến máy bay Su-30 MK2 và Ka-Sa-212-8983 gặp nạn. Hàng nghìn người đã tiếc thương khi tìm thấy thi thể phi công Su-30 MK2, Thượng tá Trần Quang Khải. Và chúng ta vẫn hy vọng vào điều kỳ diệu sẽ đến với 9 chiến sĩ còn lại trên chiếc Ka-Sa-8983 sẽ trở về bình an. Vâng, là những người con đất Việt máu đỏ da vàng thì nhiều nghệ sĩ Việt cũng bày tỏ sự tiếc thương của mình. Với nhạc sĩ trẻ Lương Ngọc Châu và ca sĩ Minh Quân, các anh đã kêu gọi những anh chị em nghệ sĩ và cộng đồng cùng chung tay vinh danh những người con của Tổ quốc, gửi gắm tới họ và đồng đội tình yêu thương và niềm tin mãnh liệt của nhân dân trong đất liền, vừa để an ủi siêu thoát cho những linh hồn đã ngã xuống, vừa để củng cố tinh thần và ca ngợi sự cống hiến của các anh. Với những MV như là Quốc ca, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh, Đường đến ngày vinh quang thì Lặng thầm những cánh bay, một sáng tác của Thượng úy Nguyễn Linh, là một sản phẩm âm nhạc đầy tình yêu thương tiếp theo mà các anh kêu gọi mọi người cùng hợp tác. Vâng, và nhạc sĩ trẻ Lương Ngọc Châu đã dành cho phóng viên của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay một cuộc trò chuyện trong ngày đầu tiên thu âm MV Lặng thầm những cánh bay. Trước khi đến với câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, với cuộc trò chuyện với nhạc sĩ trẻ này, người cùng ca sĩ Minh Quân đã trực tiếp lên ý tưởng và dàn dựng MV. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh được chúng tôi ghi lại tại phòng thu của ca sĩ Minh Quân. Xin mây cánh giữa bầu trời, mang theo tình yêu quê hương trong tim. Quê hình phố không không quân, buồn gió cất cao cánh én trên muôn ngàn sao, giữ cho đất nước. Đầu giờ chiều, bất chấp cái nóng ngột ngạt của Hà Nội những ngày hè cao điểm, rất nhiều nghệ sĩ đã có mặt tại phòng thu âm của ca sĩ Minh Quân để chờ tới lượt mình thu âm. Lặng thầm những cánh bay là ca khúc được chọn để thực hiện MV tưởng nhớ và ca ngợi người chiến sĩ phòng không không quân đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy không phải là một ca khúc quen thuộc và hầu như mọi người đều lần đầu biết đến, nhưng ai nấy đều rất chăm chỉ tập luyện nghiêm túc và đều cất lên tiếng hát từ trái tim mình. Đến thu âm MV này, có những nghệ sĩ nổi tiếng trong dòng nhạc quê hương như nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên,
cho đến các ca sĩ, nghệ sĩ trẻ của đoàn nghệ thuật quân khu 2, những bạn học sinh, sinh viên các trường đại học và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tất cả mọi người đều rất tất bật với công việc để sớm hoàn thành việc thu âm MV với thời gian trong 2 ngày. Em biết thông tin của việc thu âm này qua giám đốc âm nhạc Lê Minh Châu. Em cũng là một người con của Bắc Giang. Khi biết tin thượng tá Trần Quang Khải hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, em cảm thấy rất thương tiếc và tự hào khi mình cũng là một người con của Bắc Giang. Và em muốn đem lời ca tiếng hát của mình đến để tỏ lòng biết ơn đến những người chiến sĩ đã ngã xuống vì đất nước. Khi mà nói về các chiến sĩ không quân bị mất trong cái đợt công tác vừa rồi, thì thời bình mà phải hy sinh vì đất nước, cái điều đó là cái điều mà chúng tôi thấy luôn có một cái gì đó biết ơn các anh, bởi vì chúng tôi được hưởng cái thanh bình ngày hôm nay, và các anh phải hy sinh cái cả cái cuộc sống của mình phải để mà bảo vệ đất nước, thì điều đó đã khiến cho chúng tôi luôn cảm phục các anh. Khi em được nghe ca khúc này và được trình bày ca khúc này thì em cảm nhận được sự hy sinh to lớn của các anh, không chỉ là những anh bộ đội phòng không không quân mà còn rất nhiều người lính khác. Và bản thân em thì rất là muốn đóng góp một phần lời ca tiếng hát, một phần công sức để thể hiện lòng biết ơn, lòng tự hào về những người, về dân tộc và về những người chiến sĩ đã thầm lặng hy sinh cho Tổ quốc. Xin chào nhạc sĩ trẻ Lương Ngọc Châu. Anh và ca sĩ Minh Quân cũng đã hợp tác để cho ra đời rất là nhiều những cái MV thu âm tập thể tiếng hát của các ca sĩ nhân những sự kiện của đất nước, và MV Lặng Thầm Những Cánh Bay cũng không ngoại lệ. Hãy nói cho chúng tôi biết về ý tưởng cũng như là cái sự dàn dựng của các anh với cái MV này. Trong cái thời gian gần đây thì trong cái xã hội nhiều cái biến cố nhiều quá, thì nghệ sĩ anh em chúng tôi thực ra là chỉ còn biết là hát và những sản phẩm nhạc, tạo những sản phẩm nhạc tốt cộng đồng, mang tính cổ động, có cộng đồng, có mang tính nó nhân văn, nó tình cảm với nhau, thì là sẽ ra những cái sản phẩm như vừa rồi, như hôm nay. Cái MV này, MV là Lặng Thầm Những Cánh Bay của nhạc sĩ Nguyễn Linh ấy. Sau MV này tôi tin là sẽ còn nhiều sản phẩm hay nữa sẽ rất nhiều, bởi vì là đây bạn để ý xem là khi đấy bọn tôi bàn với nhau trong vòng 5 phút, và trong 20 phút sau thì cái topic trên Facebook đấy đã rất là nhiều lượt view và nhiều chia sẻ, và mọi người hầu hết 99% là đều ủng hộ đấy, từ các cơ quan báo đài như thế nào để ủng hộ đấy là điều tích cực mà tôi rất vui, rất mừng, bởi vì là ít nhiều văn nghệ sĩ bọn tôi đều có một cái gì đó muốn nói, mà khi mà cần thiết thì bọn tôi đây là sản phẩm. Mà nói sâu xa nữa, tôi mới nói với anh Quân cái dịp đấy, tức là khi mà chia sẻ xong thì đúng lúc mà nhận tin anh Khải anh ấy mất, thương quá, thì tôi mới nói với anh Quân mà thôi bây giờ ngoài bút, ngoài cái mồm nói vui đấy, ngoài cái mồm của nghệ sĩ mình là hát và viết, thì là bây giờ là thiết thực, nếu cần thiết thì sẵn sàng vẫn có thể cầm súng nếu cần. Quả thực khi mà nghe cái lời nói này của anh thì tôi cảm thấy rất là xúc động. Viết về những chiến sĩ bộ đội phòng không không quân thì có rất là nhiều những ca khúc rất là hay và đã từng để lại những dấu ấn rất tốt trong lòng khán giả. Thì vậy tại sao anh lại chọn cái ca khúc Lặng Thầm Những Cánh Bay để thu âm cái MV này mà không phải là một cái bài hát quen thuộc nào khác? Cá nhân tôi thì tôi cũng tình cờ tôi nghe cái tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Linh. Thì đây là một người em trong giới bọn tôi chơi với nhau, thì bạn ấy viết cách đây lâu rồi, tức là năm 2014 mà đã đoạt giải trong cái liên hoan toàn quân, thì là bên phòng không quân mà, thì là tôi nghe thấy ưng quá về đúng cái thời điểm này, thì là khi mà tôi nghe tôi cũng chia sẻ trên mạng cho anh em và tôi viết sực nhớ rằng là ôi sao không lấy bài này ra để cùng làm, bởi vì là nó cũng là một cái gì đấy nó tốt đẹp. Thì nhân tiện thì có anh Quân thì tôi cũng nhắc anh Quân mà là anh xem có ý định gì với bài này không, thấy bài này hay quá, anh Quân mà ok làm luôn. Tức là cái câu chuyện ấy xảy ra trong vòng có 5 phút thì ba anh em cùng chụm đầu nhau vào bước đầu
là sẽ như thế nào về bài vở. Còn vấn đề là lo nhân sự hoặc là hô hào thì rất may anh em nghệ sĩ chúng tôi đều là con người thực tế rất là tốt. Họ luôn luôn sẵn sàng, họ luôn sẵn sàng đóng góp những cái mà cá nhân tôi cũng muốn như thế. Trong những cái quá trình thực hiện những MV như vậy thì các anh có gặp những khó khăn gì không? Có một cái điều duy nhất đối với tôi thấy khó khăn bây giờ là cái chương trình này nó hơi bị gấp quá. Bởi vì khâu chọn bài đã là cái tình cờ là sự may mắn rồi. Cái thứ hai là bây giờ hội tụ thì mình chỉ có 2 ngày để thu và quay thôi. Mà sau đấy còn dựng hình nữa thì rất là khó, cái đấy là khó nhất là anh Minh Quân. Đấy, anh Minh Quân sẽ là người phải cố gắng và nỗ lực để làm sao cho ra sản phẩm nó đúng deadline. Mà nó nôm na là mọi người vẫn đang là hào hứng, vẫn đang hào hứng để hưởng ứng cái sản phẩm này. Và bọn tôi sẽ cố gắng làm một cách trọn vẹn nhất, tình cảm nhất và mang một cái tinh thần làm sao mà hướng về các anh, hướng về các anh những người đã hy sinh vụ vừa rồi. Thực ra tôi không muốn nhắc lại nhưng mà thực sự là tôi rất là thương, bởi vì là đồng bào mình, nhân dân mình luôn luôn có những cái rất là tốt đẹp dành cho những con người âm thầm như các anh. Về chất lượng âm thanh thì tôi khẳng định 100% là sẽ rất là tốt, bởi vì là đây là phòng thu của anh Minh Quân, mọi thiết bị đầu tư rất là tốt. Còn về mặt con người tôi cũng tin là cũng là tất nhiên có nhiều người bận, nhưng mà xem trên trang mạng xã hội thì là cái sức ảnh hưởng nó cũng lớn, cho nên là cũng kêu gọi được rất nhiều anh em văn nghệ sĩ về đây, thì tôi tin là nó sẽ thành công. Anh nghĩ sao về trách nhiệm của những ca sĩ trẻ, những nghệ sĩ trẻ bây giờ ở trước những sự kiện của đất nước? Thì tôi nói lại một chút vấn đề này là trong những cái cơm áo gạo tiền, trong những cái thứ mà kiếm sống của từng con người một, thì bên cạnh nó có những cái vấn đề cộng đồng. Tôi tin mọi người vẫn nghĩ có những cái chiều hướng rất là tích cực. Có thể họ không nói đâu, nhưng khi mà có một sự việc nào đấy mà đúng cái thời điểm là và được sự hô hào và được sự đồng thuận của mọi người, tôi tin mọi người đều ủng hộ, đều làm tất cả những cái gì mà nên làm. Xin được chúc anh cũng như là các nghệ sĩ trẻ sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả và thu âm thành công ca khúc này. Vâng, qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì nhạc sĩ trẻ Lương Ngọc Châu cũng mong muốn rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều nghệ sĩ cũng như là rất nhiều bạn trẻ cùng tham gia ở bất kỳ ngành nghề nào đều cũng có thể đến phòng thu của ca sĩ Minh Quân để thể hiện tình cảm của mình đối với các chiến sĩ phòng không không quân thông qua lời ca tiếng hát. Vâng, và câu chuyện buổi sáng của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Còn bây giờ sẽ là những thông tin và sự kiện đáng chú ý, sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2016. Từ ngày hôm nay đến ngày 28 tháng 6, tuyến cáp quang biển AAG sẽ được bảo trì. Chính vì vậy, tốc độ Internet quốc tế hướng đến các nước như Mỹ, Hồng Kông và Nhật Bản sẽ bị ảnh hưởng. Việc vào các trang như Facebook, YouTube, Google có thể sẽ bị chậm hoặc không vào được. Riêng đối với việc truy cập Internet, đến các dịch vụ trong nước đều hoạt động bình thường. Ngày hôm nay, học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ biết điểm thi vào lớp 10. Học sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi tại trường đang học từ ngày 22 đến 24 tháng 6. Dự kiến ngày 11 tháng 7, các trường công bố điểm trúng tuyển. Ngày hôm nay, tại Nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc Thanh Tùng Lối cũ ta về nhân kỷ niệm 100 ngày nhạc sĩ rời xa cõi tạm, với sự góp mặt của dàn ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồng Nhung, Tùng Dương, ca sĩ Hoàng Vũ, Mỹ Dung, Lê Cát Trọng Lý. Chương trình sẽ mang lại cho khán giả thủ đô một đêm nhạc thấm sâu vào ký ức. Sinh thời, Thanh Tùng luôn là người biết cách làm cho người yêu nhạc được đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc khác nhau, làm cho khán giả say mê, không muốn xa rời. Ngày hôm nay, Ban nhạc Bức Tường và Những Người Bạn tổ chức đêm nhạc với tựa đề Ngày Hôm Qua, nhân 100 ngày mất của nhạc sĩ Trần Lập tại Hà Nội. Đây là đêm nhạc đầu tiên của Ban nhạc Bức Tường kể từ khi thủ lĩnh Trần Lập qua đời. Guitar Trần Tuấn Hùng, thành viên của Ban nhạc Bức Tường cho biết, dẫu biết rằng mọi điều sẽ là không đủ chỗ cho những bạn bè yêu mến, không đủ thời lượng cho tất cả các bài hát yêu thích và nhất là Bức Tường sẽ không đủ do thiếu đi vị thủ lĩnh của mình. Nhưng chúng tôi muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa dành tặng cho anh và gia đình.